Chương 179, muốn nhờ. Mạc Vân Ly rất rõ ràng Y Diệm tính cách nàng, nếu thật chưa cho Lâu Thanh Thanh chữa bệnh tính toán cùng chữa khỏi rối loạn tâm thần nắm chắc. Tất nhiên liền sẽ không cùng hắn nói mới vừa rồi kia một phen lời nói. Vì vậy, thấy Y Diệm bóng dáng biến mất, hắn lắc đầu cười, xoay người liền hướng hoa viên đình giữa hồ trung tìm Lâu Thương Mộ mà đi. Y Diễm chỉ tiết lộ cho hắn có thể trị Lâu Thanh Thanh bệnh. Rồi lại nói rõ không chịu chọc phiền toái. Lệnh nàng không chịu ra tay nguyên nhân tự tại Lâu Thương Mộ trên người. Y Diễm ân oán phân minh, nàng cùng Lâu Thương Mộ cũng không bất luận cái gì liên quan. Nhưng mà Lâu Thương Mộ lại thiếu chút nữa đem nàng hại chết, tuy sau lại hắn thôi tay, nhưng lại như cũ không thể tha thứ. Ngày đó Lâu Phủ ám vệ bị Phượng Đế tu người đưa đến Mạc Phủ, Mạc Vân Ly từng nghiêm thầm quá, biết được Y Diễm trị nhai tình cảnh, hắn thẳng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không có Phượng Đế tu kịp thời đuổi tới, có lẽ hắn không dám đi xuống tưởng, nhưng từ ngày ấy hắn liền biết, mặc kệ Y Diễm có phải hay không sẽ tiếp thu Phượng Đế tu, hắn đã mất đi theo đuổi nàng tư cách. Bọn họ tương phùng, vốn nhờ hắn liên lụy, khiến nàng thân chịu trọng thương, lại nhân hắn sơ sẩy. Lần thứ hai khiến nàng đặt mình trong nguy hiểm, hiểm liền mệnh đều tăng đi, lúc đó hắn thế nhưng đối nàng hung hiểm hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần là điểm này, hắn liền lại không mặt mũi nào mà theo đuổi với nàng. Hy vọng xa vời nàng yêu ái cùng tha thứ, vì vậy ở nghe nói nàng với Phượng Đế tu ở Ngọc Thành lẫn nhau biểu tình ý, cùng tiến cùng lui, cùng nhau thủ thành khi, hắn trừ bỏ trong lòng đau cắt. Liền chỉ có thể cay chát mà cười, lựa chọn thanh toán. Đối này, hắn đối Lâu Thương Mộ cái này huynh trưởng, đều không phải là không có oán khí, tự khi đó về sau, hai người quan hệ liền lại không bằng dĩ vãng thân mật khăng khít. Hắn cơ hồ không cùng Lâu Thương Mộ đơn độc nói chuyện qua. Cũng bởi vậy, bị Y Diễm biến thành gà rớt vào nồi canh, còn chưa từng rời đi tiểu đình Lâu Thương Mộ nhìn thấy Mạc Vân Ly một bộ áo xanh hướng hắn chậm rãi mà đến, không khỏi ngẩn ra hạ. Hắn ngây người công phu, Mạc Vân Ly đã vào đình, bọn tỷ nữ sớm liền tùy Lâu Thanh Thanh rời đi. Giờ phút này đình trong ngoài, phóng nhãn nhìn lại liền chỉ có hai người. Lâu Thương Mộ thấy Mạc Vân Ly ở bàn đá biên nhi ngồi xuống, trên mặt liền lộ ra trấn an tươi cười tới, nói, nguôi giận. Vi huynh cho rằng ngươi cả đời này đều không muốn cùng Vi huynh nói chuyện. Không có người so với hắn càng hiểu biết cái này biểu đệ bướng bỉnh tính tình. Ngày đó Mạc Vân Ly chỉ mã chấp kiếm vọt vào Lâu Phủ chất vấn với hắn, vì sao phải đến Trung Tím đi. Lâu Thương Mộ cũng không từng thấy Mạc Vân Ly như vậy cảm xúc kích động không thể tự ức quá. Khi đó hắn liền biết chính mình là sai rồi, hắn sai đánh giá Y Diễm ở Mạc Vân Ly cảm nhận chung vị trí. Mà này đó thời gian mặc hắn như thế nào hướng Mạc Vân Ly nhận lỗi, Mạc Vân Ly đều lạnh nhạt mà chống đỡ, biết được Y Diễm cùng Phượng Đế tu đính hôn, Mạc Vân Ly được một hồi phong hàn. 7 ngày không tảo triều, Lâu Thương Mộ đối Mạc Vân Ly là hổ thẹn trước 2 ngày ở Văn Thành cửa thành. Hắn nhìn Mạc Vân Ly kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng, này phân áy náy liền lại mở rộng vài phần, hắn thật sự một lần cho rằng Mạc Vân Ly đời này đều không tính toán tha thứ hắn. Giờ phút này Mạc Vân Ly chủ động tìm hắn nói chuyện, Lâu Thương Mộ lại có thể nào không trấn an cảm hoài. Nghe nói Lâu Thương Mộ nói, Mạc Vân Ly lại là tự giễu cười, nhìn bị gió lạnh thổi sóng mặt đất lan khẽ nhúc nhích mặt hồ, biểu tình có chút thưa thớt, nói ta đã mất đi bình sinh yêu nhất nữ nhân. Không nghĩ lại mất đi nhất thân mật huynh đệ. Hắn lời này, lệnh Lâu Thương Mộ trong lòng nói không nên lời tư vị, lại là nghẹn nửa ngày đều không thể nói ra một câu tới. Đặc biệt là nhìn Mạc Vân Ly thanh tịch thân ảnh, hắn trong lòng lần thứ hai cuồn cuộn khởi phức tạp hối hận tới. Vẫn là Mạc Vân Ly thu liễm biểu tình, ngẩng đầu nhìn về phía Lâu Thương Mộ, nói, chuyện cũ toàn quá, sự đã thành kết cục đã định, ta sẽ không lại chú ý, nhưng chỉ này một lần, lại có lần tới. Ta thiện lợi thật sẽ không có huynh đệ. Mạc Vân Ly nói lại rõ ràng bất quá. Tuy biểu tình tĩnh đạm, khẩu khí vững vàng, nhưng mà hắn trong lời nói cảnh cáo ý vị lại là 10 phần. Hắn ở nói cho Lâu Thương Mộ Y Diễm hắn như cũ ái, cũng như cũ bảo hộ. Nếu Lâu Thương Mộ lại một lần đối Y Diễm bất lợi, kia Lâu Mạc hai nhà tình nghĩa cũng tiện lợi thật đi đến đầu. Lâu Thương Mộ tâm thần chấn động, ẩn ở tay áo rộng hạ tay đã nắm chặt thành quyền, hắn cắn hạ khớp hàm. Mới vừa rồi nói, chẳng lẽ ta Lâu Mạc hai nhà nhiều thế hệ quan hệ thông gia, chẳng lẽ chúng ta từ nhỏ lớn lên tình nghĩa, phân lượng lại vẫn không bằng một nữ nhân. Huống chi, nữ nhân này, nàng vẫn là người khác, kia yêu nữ rốt cuộc cho ngươi rót cái gì canh thế nhưng kêu ngươi. Lâu Thương Mộ lời nói chưa từng nói xong, lại bị Mạc Vân Ly một cái thanh lãnh vô ngần ánh mắt cấp đóng băng ở, hắn sắc mặt phát trầm, nhắm lại miệng. Tiểu đình chung không khí lập tức liền lại băng kết lên.
Mạc Vân Ly thanh lãnh trên mặt lướt qua một mạt chê cười, đứng dậy, lại nói, yêu nữ. À, nếu nàng thật sự là yêu nữ, vô song thái tử lại sao lại coi nếu chân bảo. Vẫn là biểu ca thiệt tình tự đại đến, cho rằng trên đời này ta chờ đều say, duy biểu ca một người độc tình. Bởi vì quý trọng muội muội. Lâu Thương Mộ đối Y Diễm có thành kiến, loại này thành kiến đều không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể trừ khử. Mạc Vân Ly cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đạm thanh nói. Chính là ngươi trong miệng yêu nữ, nàng có biện pháp có thể trị tận gốc thanh thanh bệnh, tin hay không từ ngươi. Mạc Vân Ly nói xong. Xoay người liền đi, nhìn hắn lãnh tình bóng dáng, Lâu Thương Mộ nghĩ mới vừa rồi Lâu Thanh Thanh rời đi tình cảnh, bỗng nhiên đảo có một loại chúng bạn xa lánh cảm giác. Ám đạo. Thịnh Y Diễm không phải yêu nữ lại là cái gì, mê hoặc hắn muội muội cùng huynh đệ đều với hắn ly tâm, thật sự nhưng khí. Loại cảm giác này nổi lên, hắn mới ý thức được Mạc Vân Ly nói gì đó, không khỏi kinh biến sắc vội tiến lên một bước nói, ngươi nói cái gì? Kia yêu nghe thường công chúa có thể trị thanh thanh bệnh. Lời này thật sự. Mạc Vân Ly bước chân chưa đình, cũng chưa quay đầu lại nhìn Lâu Thương Mộ, chỉ nói, nàng chính miệng lời nói. Lâu Thương Mộ mày kiếm nhăn lại, trong lòng lại do dự, tà y gốc đều không thể trị bệnh, thịnh y diễm thế nhưng nói nhưng chị, này có thể tin sao? Thả hắn cũng không từng nghe nói này, nghe thường công chúa hiểu y thuật a kia xảo trá nữ nhân, nên không phải là lại ở chơi đa dạng, trêu đùa với hắn đi. Nhưng kia nữ nhân xác thật có rất nhiều lệnh người kinh ngạc cảm thán bản lĩnh, chẳng lẽ nàng thật sự có thể cứu chị Thanh Thanh? Lâu Thương Mộ hầu nghi, lại đuổi sát hai bước, nói, Ali từ từ, việc này đều không phải là vui đùa, nàng nói có thể trị Thanh Thanh bệnh, Ali cảm thấy có thể tin sao? Mạc Vân Ly vốn dĩ không muốn phản ứng Lâu Thương Mộ. Nghe ra Lâu Thương Mộ trong lời nói đối Y Diễm phỏng đoán, hắn rồi lại ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn Lâu Thương Mộ, mỉa mai cười, nói, nếu có thể đào cái hố hống biểu ca nhảy vào đi. Ta tưởng nàng là cực nguyện ý, nhưng nàng sẽ không liền ta cùng nhau hống. Hắn khi nói chuyện trong mắt hiện lên kiên định tín nhiệm, đó là đối Y Diễm không điều kiện tin tưởng, toại không cần phải nhiều lời nữa một câu, xoay người liền sải bước mà ra hoa viên. Lâu Thương Mộ nhân Mạc Vân Ly biểu tình ngơ ngẩn, lại nhân hắn nói trong lòng mặc danh đổ buồn. Nhưng Mạc Vân Ly nói hắn lại cãi lại không được, Y Diễm là có khả năng lừa gạt hắn, nhưng Y Diễm vạn sẽ không lấy Thanh Thanh sự tới lừa gạt Mạc Vân Ly. Nếu Y Diễm không phải thật có thể trị Thanh Thanh bệnh, liền định sẽ không đối Mạc Vân Ly chính miệng nói ra nhưng chị nói tới. Thanh Thanh bệnh có chị. Cái này ý niệm lệnh Lâu Thương Mộ lộ ra mừng như điên chi sắc tới, nhưng ngay sau đó hắn liền hỉ không ra, nghĩ Y Diễm đối hắn không chút nào che giấu lạnh băng cùng căm ghét. Lâu Thương Mộ nhất thời lại giác khó xử lên. Hắn vẫn luôn tưởng trên đời này nếu nhiên có người có thể trị muội muội bệnh, đó là muốn hắn hai bàn tay trắng, cũng định vì muội muội xin thuốc trần trị, nhưng hôm nay, không biết vì sao. Hắn thế nhưng mạc xanh địa cực không nghĩ như vậy sự đi cầu Y Diễm. Lâu Thương Mộ mặt lộ vẻ mờ mịt, toại nghĩ đến lâu bệnh muội muội, lại là thở dài, trong mắt hiện lên kiên định chi sắc cũng không hề nhiều đãi. Đi nhanh liền chiều mới vừa rồi Y Diễm rời đi phương hướng đuổi theo. Mà lưu ly trong viện, Y Diễm vừa mới trở lại phòng khách bồi Phượng Đế tu dùng một chung trà, Tử Nhi liền tiến vào bẩm tiểu thư, Lâu tướng quân ở viện ngoại tỉnh thấy. Y Diễm nghe vậy ám đạo Mạc Vân Ly thật nhanh động tác. Sao lại không rõ Lâu Thương Mộ đây là tới tìm nàng xác nhận chữa bệnh một chuyện, nàng không nhanh không chậm mà nhắc tới bếp lò thượng thầm thì mạo phao ấm nước, đạm thanh nói. Liền nói bổn cung hôm nay du sơn mệt thực muốn trước nghỉ ngơi, tạm không thấy khách. Tử Nhi lĩnh mệnh mà đi, Phượng Đế Tu lại dương môi cười, nói, Diễm Diễm chuẩn bị lạnh này Lâu Thương Mộ bao lâu? Theo ta thấy, ít nhất cũng muốn 10 ngày 8 ngày, cấp bất tử hắn. Y Diễm thấy hắn vui sướng khi người gặp họa, liền cũng thật mạnh gật đầu, nói, lời này rất hợp lòng ta. Lâu Thương Mộ người này cực chọc Y Diễm căm ghét, mỗi khi hướng Y Diễm lại luôn là một bộ cao cao tại thượng tư thái, đem nàng tánh mạng coi nếu con kiến, muốn giết liền sát, Y Diễm mang thù thực. Nếu không lượng Lâu Thương Mộ 10 ngày nửa tháng tranh luận tiêu ngực cơn giận. Huống chi, nếu vô cùng đơn giản liền cấp Lâu Thanh Thanh chữa bệnh, Lâu gia chưa chắc liền sẽ ấn nàng lời nói, vạn sự phối hợp cấp Lâu Thanh Thanh chữa bệnh quá dễ dàng được đến. Luôn là thiếu vài phần quý trọng cùng coi trọng. Y Diễm cùng Phượng Đế Tu nói chuyện phiếm, một lát sau Tử Nhi liền đi mà quay lại, bẩm tiểu thư, Lâu tướng quân nói công chúa đã mệt mỏi. Hắn liền chờ công chúa nghỉ ngơi tốt tái kiến khách cũng là không ngại, hiện giờ còn đứng ở viện ngoại đâu. Y Diễm cũng không ngoài ý muốn, nhướng mày cười, nói, xem ra hôm nay trụ quốc đại tướng quân còn rất có tự mình hiểu lấy, biết ta cố ý lăn lộn với hắn, hiện giờ có cầu với ta.
Liền Thuận khởi tà ý tới. Hắn nếu như thế tức thời, bổn tiểu thư lại có thể nào cô phụ hắn một phen tâm ý, hắn nguyện ý đứng, chờ, liền kêu hắn chậm rãi chờ hào. Tử Nhi, đi đem bàn cờ bãi ở sân Bát Giác Đình, bổn tiểu thư hôm nay hứng thú cao, muốn cùng nhà ngươi cô ra đánh cờ hai cục. Tử Nhi cười ứng thực mau liền đem ấm ngọc quân cờ bãi ở viện ngoại đình chung, lại lung thượng bốn cái cực vượng chậu than, đình mọi nơi đều đánh lên phong đăng. Tức khắc toàn bộ tiểu đình ấm áp hòa hợp, lượng nếu ban ngày. Y Diễm cùng Phượng Đế Thu ngồi xuống, Y Diễm hứng thú ngẩng cao mà cười nói, hôm nay ta phi thắng thượng một ván không được, không thắng được tuyệt không ngủ. Phượng Đế Tu nhướng mày, lại nói, ai, xem ra tối nay là đừng nghĩ ngủ. Hạo A, dám coi khinh ta. Hờn dỗi tiếng cười vang lên, tiếp theo lại là một trận vui sướng vui đùa ầm ĩ thanh. Chỉ một tường chi cách lâu thương mộ sống lưng thẳng thắn mà đứng ở viện ngoại, chớ nói Y Diễm cùng Phượng Đế Tu là cố ý kêu hắn nghe được bên trong động tĩnh, đó là tầm thường nói chuyện. Bằng hắn nhĩ lực cũng có thể đem hai người đối thoại nghe cái rõ ràng. Trong lòng biết Y Diễm là cố ý chọc giận hắn, lâu thương mộ song quyền cầm, sắc mặt biến ảo hai hạ, rốt cuộc cười khổ một chút, bước chân định ở chỗ cũ, chưa từng động thượng một bước. Nguyệt lên cây sao? Chậm rãi lại bỏ lên trên nhô lên cao, Y Diễm cùng Phượng Đế Tu trước còn cố ý kích thích viện ngoại lâu thương mộ, bất quá hạ nửa bàn cờ liền đem lực chú ý đều đầu tới rồi bàn cờ thường. Bốn cục qua đi, Y Diễm duỗi cái lười eo, đã là có ủ rũ, đem trong tay quân cờ một ném, nói, hắn còn ở. Tử Nhi dâng lên ấm áp dược trà, nói, còn chờ đâu, đảo có nhẫn nại, liền một bước cũng không dịch quá, giống như dưới chân sinh cái đinh giống nhau. Y Diễm nghe tiếng đánh cái ngáp, đảo giác không thú vị, đứng dậy, nói, mệt nhọc nghỉ ngơi đi. Phượng Đế Tu thấy nàng biểu tình mênh mông, cười đứng dậy, lại nói, Diễm Diễm mệt mỏi, vẫn là vi phu thay đi bộ đi. Nói xong, chặn ngang bế lên Y Diễm, sải bước liền ra đình, Y Diễm hoa ở Phượng Đế Tu trong lòng ngực nheo lại đôi mắt, nghe hắn trên người ấm mà khô mát khí vị, đã là vựng vựng buồn ngủ lên. Hôm sau Y Diễm tỉnh lại, Tử Nhi bưng chậu nước tiến vào, lại bẩm, tiểu thư, kia lâu tướng quân ở Lưu Ly viện ngoại đứng 6 cái chừng canh giờ, đến hôm nay lâm chiều canh giờ mới vội vàng rời đi. Y Diễm nghe vậy động tác một đốn. Dương Hạ Mi, đảo không nghĩ lâu thương mộ thế nhưng có thể chạm thượng một đêm, toại cười nói, hắn đảo thật sự là cái hảo ca ca, chỉ tiếc không nên vì muội muội liền tổn hại nàng nhân tính mệnh. Vẫn là không thể tha thứ, mà phu nhân có từng biết việc này, liền không có gì tỏ vẻ. Tử Nhi trả lời, đây là Mạc Phủ, Mạc Phu Nhân sao lại không biết việc này, bất quá. Cậu chưa nói cái gì, chỉ hôm qua vào đêm, kêu nha hoàn cấp lâu tướng quân tặng một kiện lông cáo đại áo choàng. Y Diễm cười một cái, không lại hỏi nhiều. Sau đó 3 ngày, lâu thương mộ trừ bỏ lâm chiều thời gian, nhàn rỗi liền đến Mạc Phủ Lưu Ly viện ngoại tĩnh trạm. Lại là suốt đêm cũng là như thế, bất quá 3 ngày cả người liền gầy ốm 2 vòng, trong lúc nhất thời, Trung Tử Quốc Nghê Thường công chúa có thể trị Thanh Loan quận chúa chi bệnh. Lâu đại tướng quân vì muội tìm thầy trị bệnh việc nháo đến mãn thành đều biết. Chương 180, thỉnh tội. Ô Kim Tây trầm sau, không trung thế nhưng linh tinh mà phiêu hạ vài miếng tuyết tới. Tới gần phía Nam Văn Thành cũng nhiệt độ không khí sậu hàng, tiến vào thuộc về nó ngày đông giá xét thời gian. Tuy là không có Hiên Viên Thành như vậy rét lạnh đến xương, nước đóng thành băng. Nhưng Văn Thành vào đông lại cũng nhiều vài phần âm chiều chi lãnh, hàn ý thấm người. Trong phòng sớm đã lung khởi chậu than, than ngân ti tiêu lửa đỏ tàn mát ra ấm áp nhiệt khí, Y Diễm ngồi ở giữa cửa sổ giường La Hán thượng, nhéo một cây bút lông sói bút. Dính nước thuốc làm thành thuốc màu, cùng Phượng Đế Tu cùng nhau từng nét bút mà cấp Lộc Cộc nhiễm tươi sáng lông tóc. Ái Mỹ Lộc Cộc tựa rất là hưởng thụ hai cái chủ tử đồng thời hầu hạ, nửa híp mắt chổng vó mà nằm ở trên bàn, bằng phẳng rộng rãi cánh nhập Y Diễm cùng Phượng Đế Tu cho nó xoát cánh chim hạ hôi mau. Thấy nó bị ấm áp không khí vân mà vựng vựng buồn ngủ, còn hơi kiều cánh tựa lo lắng không như vậy, mới vừa nhiễm hảo nhan sắc cánh liền sẽ dính vào mặt bàn bị lộng hư. Y Diễm không khỏi buồn cười mà dương môi, nói, như vậy ái mỹ chim chóc chưa từng thấy quá. Phượng Đế Tu nghe vậy lại ngước mắt hướng Y Diễm cười, nói, cái này kêu có này chủ tất có này điều. Y Diễm nhướng mày, trêu chọc mà trừng mắt, nói, ngươi đây là đang nói chính mình cũng xú mỹ thực sao? Phượng Đế Tu ngón tay nhẹ chuyển, dùng bút pháp hung tợn điểm hạ Y Diễm chóp mũi, nói, ta là nói, lòng yêu cái đẹp người đều có chi ta liền ái mỹ thực.
Nếu bằng không như thế nào đối Khuynh Quốc Khuynh Thành Diễm Diễm nhất kiến trung tình đâu? Y Diễm lập tức xinh đẹp cười, Minh Diễm lệnh muôn vàn phồn hoa vì này thất sắc câu môi nói, nguyên lai là ý tứ này a, tưởng khen ta liền nói rõ sao, như vậy đại lời nói thật. Có cái gì hảo quanh co lòng vòng? Phượng Đế Tu thấy nàng xảo tiếu xinh đẹp, dõng dạc, cười khẽ một tiếng, lại nghiêm mặt nói, nương tử nói chính là, vi phu thụ giáo. Hai người câu được câu không mà tán gẫu, trong phòng lại tràn đầy nhất phái Ninh Hinh vui mừng chi khí, Y Diễm chơi tâm cùng nhau. Thay đổi chi bút lông sói bút dính no rồi đen đặc màu đen thuốc màu, hướng về phía Lộc Cộc nhíu lại tiểu hắc đôi mắt liền điểm đi lên, nhẹ nhàng một vượng. Nháy mắt Lộc Cộc sắc thái sáng lạn lông xanh đầu nhỏ thượng liền nhiều một cái khối quầng thâm mắt thật sự là mỹ cảm toàn vô. Y Diễm dính thuốc màu đủ, lạnh băng băng địa điểm ở đôi mắt thượng, Lộc Cộc một cái giật mình, buồn ngủ toàn vô, trừng lớn đen bóng mắt nhỏ. Chấn kinh mà mọi nơi loạn ngắm, nửa bên đầu nhỏ đen tuyền, Y Diễm nhìn nửa ngày mới nhìn thấy kia đen bóng bảy đôi mắt nhỏ trâu, lại càng thêm trương hiển một khác con mắt tạc lượng. Nhìn nó chấn kinh đáng thương dạng, Y Diễm nhạc ném bút dùng sức xoa xoa Lộc Cộc đầu nhỏ. Lộc Cộc giãy dụa hai hạ chạy ra ma chảo thấy Y Diễm mặt mày hớn hở. Một đôi nhỏ dài bàn tay trắng thượng dính đầy hồng hồng lục lục thuốc màu, nhất thời rên rỉ một tiếng liền hướng gương đồng trước bay đi. Y Diễm thấy nó bỏ trốn mất dạng thẳng đến gương. Chỉ cảm thấy vật nhỏ quá là thông linh, cũng quá là xú mỹ, không khỏi khanh khách mà cười. Y Diễm hiện giờ cùng Phượng Đế Thu ở bên nhau, trên người thanh lãnh dần dần tiêu tán, lại càng vũ mị kiều thiếu, xào hoạt linh động lên, nhìn nàng mặt mày hớn hở bộ dáng. Phượng Đế Tu cũng đi theo ném bút buồn cười mà lắc đầu nói, này thuốc màu không hảo tẩy, nhìn ngươi làm cho chiêu thức ấy hoa. Y Diễm lại con mắt sáng vừa chuyển. Bỗng nhiên từ giường La Hán thượng nhảy đánh dựng lên, lao thẳng tới vào Phượng Đế Tu trong lòng ngực, dùng lây dính thuốc màu tay sờ hướng Phượng Đế Tu tuấn mỹ tuyệt luân mặt nói. Phu quân sinh quá hảo, khó tránh khỏi trêu chọc cơ khát mẫu lang, ta tới cấp phu quân tân trang một chút. Phượng Đế Tu cả kinh, vội trốn tránh, bắt Y Diễm tay, nghiêng người đem nàng đè ở giường La Hán thượng, buồn cười nói, cơ khát mẫu lang. Ta coi trước mắt liền có một con đâu. Y Diễm nhướng mày, hừ nói, hảo a, dám nói bổn cung là cơ khát mẫu lang, bổn cung này liền cơ khát cho ngươi xem. Nàng nói xong, chủ động ngẩng đầu hôn lên Phượng Đế Tu môi, hết sức triền miên. Giai nhân chủ động hiến hôn. Phượng Đế Tu ánh mắt một u, hai người chính thân mật, ai ngờ Lộc Cộc lại nhìn gương đồng chung một đoàn loạn, đầu sống vì pha màu chính mình than khóc một tiếng. Móng vuốt ở kính trên mặt tàn nhẫn chảo hai hạ liền bàn dập trên giường chính tùy tiện nhà mình chủ tử Y Diễm bay qua đi. Nó nhảy đến Y Diễm cái gáy chỗ đó là một trận loạn chảo loạn phác, trong miệng lại vẫn kêu, xấu đã chết, người nữ nhân này. Người nữ nhân này. Y Diễm chính đắm chìm ở cùng Phượng Đế Tu ôm hôn chung. Lại là bị Lộc Cộc phác vừa vặn, nháy mắt búi tóc liền thành một đoàn ổ gà. Phượng Đế Tu có khi bị Y Diễm nháo giờ khóc giờ cười khi, liền cực ái ôm lấy nàng hung hăng nói người nữ nhân này. Hắn kia khẩu khí, ngữ điệu lại là bị Lộc Cộc cấp học cái 10 phần. Y Diễm đẩy ra Phượng Đế Tu, giơ tay đi chụp Lộc Cộc trong lúc nhất thời đảo không biết nên bực nên cười, Lộc Cộc lại tố biết Y Diễm hung ác tàn bạo. Tả hữu có Y Diễm, nó liền hoàn toàn thất sủng, cũng đừng trông cậy vào chủ tử có thể cho nó chống lưng. Vì thế, vừa thấy Y Diễm đằng ra tay tới, Lộc Cộc liền hét lên một tiếng, hoảng loạn phi khai. Một đầu phá khai nửa che nửa lộ cửa sổ liền bay đi ra ngoài. Y Diễm thấy nó chạy trối chết, tiểu thân ảnh nháy mắt trừ khử ở tung bay bông tuyết màu xám đậm màn trời gian, không khỏi không nhịn được mà bật cười, thấy bên ngoài tuyết càng rơi càng nhanh. Liền dương giọng hô hạ Tử Nhi. Một lát Tử Nhi liền ôm cái lò sưởi tay từ đông xương phòng chạy ra tới, Y Diễm hỏi, đi nhìn một cái xem Lâu Thương Mộ hay không còn ở viện ngoài. Tử Nhi nghe vậy ngẩn ra hả, vội ứng ra bên ngoài mà đi. Lâu Thương Mộ này 3 ngày thiếu thực không miên mà ở lưu ly viện ngoại thủ 3 ngày, đó là ban đêm cũng không từng rời đi, chỉ ngồi ở viện ngoại dưới tàng cây khoanh chân đả tọa. Đó là làm bằng sắt thân mình chỉ sợ cũng lại khó chịu đựng tối nay phong tuyết. Y Diễm tuy có tâm vì chính mình báo thù, nhưng nàng chịu cứu Lâu Thanh Thanh là có cân nhắc ở, nếu nháo quá mức. Cùng Lâu Phủ lại kết tân thù kia liền mất nhiều hơn được, bạch bạch chủ tính một hồi. Tử Nhi giây lát liền hồi, lại là trả lời, kỳ quái, mới vừa rồi Lâu tướng quân còn canh giữ ở viện ngoại, hiện giờ trên mặt đất hai cái dấu chân từ còn ở, người lại không thấy. Nô tỳ đã kêu tiểu nha hoàn tìm hiểu đi. Nàng nói xong, lại có cái xuyên màu xanh lục kẹp áo tiểu nha hoàn chạy vào sân, nói, Tử Nhi tỷ tỷ, nô tỳ nghe được Lâu tướng quân vừa rồi ly phủ môn, hình như là hồi Lâu phủ đi.
Y Diễm không nghĩ Lâu Thương Mộ thế nhưng cứ như vậy đi rồi, hơi ngạc hạ, liền nói, đã biết. Nói xong, lại là nạp nạp nói, hắn chẳng lẽ từ bỏ. Vẫn là mềm không được, chuẩn bị phải dùng thủ đoạn cưỡng bức ta chữa bệnh. Phượng Đế Tu lại nói, hắn còn sẽ lại đến. Phượng Đế Tu nói thực mau liền được đến xác minh, hôm sau Y Diễm mới vừa dùng quá đồ ăn sáng, đã nghe viện ngoại một trận ồn ào. Tiếp theo liền thấy Tử Nhi vội vàng chạy vào, nói, tiểu thư, Lâu tướng quân hiện giờ ở phủ cửa, cấp tiểu thư chịu đòn nhận tội tới, hiện giờ trong phủ bọn hạ nhân đều nhìn náo nhiệt đi. Còn một đường theo tới không ít bá tánh, bên ngoài đều nháo khai, tiểu thư mau nhìn một cái đi thôi. Y Diễm nhìn mắt Phượng Đế Tu, thấy hắn dương hạ mi, liền nói, chịu đòn nhận tội, ta thật đúng là không nhìn quá bực này náo nhiệt, chúng ta cũng nhìn một cái đi. Nói đứng dậy, Phượng Đế Tu đã giơ tay vung lên, cuốn lên một bên trên giá áo choàng khóa lại Y Diễm trên người. Hai người tới rồi phủ môn, quả thấy náo nhiệt phi thường. Mạc phủ nhìn náo nhiệt, bọn hạ nhân vừa thấy Phượng Đế Tu cùng Y Diễm nắm tay mà đến liền toàn một tĩnh, tránh ra nói tới. Mạc phủ ngoài cửa thiên không lượng liền có hạ nhân đem lạc tuyết quét rác sạch sẽ. Nhìn phiến đá xanh mà lại ướt át âm hàn, băng tuyết lạnh lẽo thẩm thấu mặt đất, hàn ý tập người. Lại thấy Lâu Thương Mộ trần trụi thượng thân, lưng đeo cành mận gai, quỳ một gối trên mặt đất. Thẳng thắn lưng ở nhìn ở Y Diễm cùng Phượng Đế Tu xuất hiện khi cưng một cái chớp mắt. Mà hắn bốn phía sớm liền vây đầy một đường theo tới nhìn náo nhiệt bá tánh, nghe được động tĩnh, đồng thời nhìn phía trong phủ. Nhìn thấy một bộ bạch cừu Phượng Đế Tu cùng xuyên lửa đỏ hồ ly màu áo choàng Y Diễm nắm tay chậm rãi mà đến, một trận lặng im sau, liền hống thanh nghị luận lên. Kia đó là Vô Song Thái Tử cùng Nghê Thường Công Chúa. Thật thật lớn lên đẹp, lại chưa thấy qua càng đẹp mắt nhân nhi. Bực này phong thái cũng chỉ có thể là Vô Song Thái Tử cùng Nghê Thường Công Chúa, sớm liền nghe Vô Song Thái Tử đốn Mỹ thiên hạ vô song. Nghê Thường Công Chúa cũng khuynh quốc khuynh thành, tái hôm khác Hương Công Chúa, hiện giờ nhìn thấy, quả nhiên. Thật sự là Lâu đại tướng quân phái người đi sát Nghê Thường Công Chúa, Nghê Thường Công Chúa mới không chịu cho Thanh Loan quận chúa chữa bệnh sao? Như vậy mỹ nhân, sao hạ đi tay? Các ngươi nói Nghê Thường Công Chúa nhưng sẽ lấy ơn báo oán vì Thanh Loan quận chúa chữa bệnh. Không nghe nói qua Nghê Thường Công Chúa hiểu y thuật à? Thanh Loan quận chúa kia bệnh thương ở đầu óc thật sự trị hảo. Muốn ta xem, nói không chừng là cố ý thả ra tiếng gió muốn nhục nhã Lâu đại tướng quân, mưu mệnh thù nơi nào là nói quên liền quên. Này Nghê Thường Công Chúa nhưng không giống lấy ơn báo oán người. Ai nói, nghe nói ở Trung Tử Quốc kia Tiêu thị nữ không biết liêm sỉ đoạt Nghê Thường Công Chúa vị hôn phu. Tiêu thị bị xét nhà khi Nghê Thường Công Chúa còn từng vì này nữ quyến giải vây. Kia Thủy Châu lũ lụt Nghê Thường Công Chúa càng là yêu dân như con, tự tay làm lấy mà cứu trị nạn dân. Trung Tử Quốc bá tánh đều nói nàng là tiên cung tiên tử rơi xuống thế gian, chuyên môn che chở trung tím đâu. Nghị luận thanh thượng vàng hạ cám mà vang lên. Y Diễm tùy ý nghe xong vài tiếng, liền hồn không thèm để ý mà đem ánh mắt dừng ở quỳ một gối ở nơi đó Lâu Thương Mộ trên người. Lâu Thương Mộ đi trước trung tím khi, vẫn luôn chưa từng cùng nàng đánh quá đối mặt. Y Diễm đầu một hồi thấy hắn đó là trước hai ngày ở Văn Thành Thành Lâu phía trên. Bình qua tương kích ở cái loại này bầu không khí hạ, Lâu Thương Mộ trên người cao ngạo hậu duệ quý tộc chi khí càng vi trương hiền. Như vậy một cái ngạo khí nam nhân, vì sinh bệnh muội muội thế nhưng có thể trước mặt mọi người vứt bỏ tôn nghiêm, quỳ gối nơi này, chịu đòn nhận tội, mặc kệ nói như thế nào. Hắn đều là một cái đủ tư cách đại ca có lệnh người kính trọng một mặt. Y Diễm ánh mắt thanh chừng nhìn Lâu Thương Mộ, chưa phân biệt hắn là thật sự đã hối. Vẫn là vì muội muội bị bất đắc dĩ ở làm tú, Phượng Đế Tu liền đem nàng một xả chắn phía sau, hiển nhiên không muốn nàng nhiều nhìn xích bàng Lâu Thương Mộ liếc mắt một cái. Y Diễm trong lòng buồn cười, Phượng Đế Tu lại đã thanh thanh nói, Lâu đại tướng quân làm gì vậy? Gì đến nỗi này? Lâu Thương Mộ ngẩng đầu lên, ánh mắt u trầm lại hảo không né tránh mà nhìn hướng Phượng Đế Tu, nói, ngày đó tại hạ chỉ vì một ít việc nhỏ liền có diệt trừ Nghê Thường Công Chúa chi tâm. Thà còn thực hiện, hiện giờ dẫn tới huynh đệ phản bội, huynh muội ly tâm, phản lại liên lụy muội muội không thể được đến cứu trị, tại hạ đã là hối hận không kịp. Đặc hướng Nghê Thường Công Chúa thỉnh tội, khẩn cầu công chúa có thể tha thứ ngày xưa hồ đồ cử chỉ. Phượng Đế Tu lại nhướng mày cười, nói, Lâu đại tướng quân lời này thật sự quá mức nghiêm trọng, ta chờ toàn con kiến chi mệnh, đảm đương không dậy nổi Lâu đại tướng quân hồi ý, ngày xưa. Ta tương đương Lâu tướng quân chưa từng quen biết. Đại tướng quân đi là nói sát liền sát, này chờ quyết đoán thực sự lệnh bổn cung đều kính ngưỡng chi, hiện giờ cần gì phải vì lệnh muội vứt bỏ này quyết đoán.
Nga, bổn cung lại là quên mất. Hứa tại đây thế gian duy lệnh muội một người bị coi chi vì châu báu, tất nhiên là bất đồng. Lâu thương mộ này hai ngày chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi, thân mình suy yếu, giờ phút này lại quần áo đơn bạc, sắc mặt sớm đã tái nhợt, nghe nói Phượng đế tu lãnh trào. Hắn tuấn mặt càng thêm bạch nếu băng tuyết, lại nói, ngày đó xác nãy tại hạ chi sai, nhưng ra muội vô sai, mong rằng công chúa cùng cốc chủ y giả cha mẹ tâm, mặc liên lụy vô tội. Vì ra muội chữa bệnh, tại hạ làm cái gì, chỉ cần có thể thế chấp ngày có lỗi, toàn nguyện thử một lần. Y lâu thương mộ ngạo khí, có thể chịu đựng Phượng đế tu như thế lãnh ngôn còn thái độ áy náy, đã là không dễ, nhiên Phượng đế tu lại cười lạnh một tiếng. Nói, a, ngày đó nếu không có ta Diễm Diễm mạng lớn, giờ phút này đã bị mất mạng, đó là cuối cùng thiên hạ ta lại khó tìm nàng, há là ngươi một câu sai rồi đó là để quá. Nàng không phải cái gì đại phu thiếu lấy y giả cha mẹ tâm bực này lời nói tới bức bách với người. Lâu tướng quân về đi. Lâu thương mộ bị Phượng đế tu như thế hùng hổ dọa người nói, mắng vô lấy ngôn đối, lại là rộng mở rút ra một con trùy thủ tới, không nói hai lời liền giơ lên một đạo hàn quang. Thẳng hướng chính mình ngực đâm tới. Hắn lần này hành động cực nhanh, mọi người nhìn thanh khi, đồng thời hút không khí. Có kia nhát gan chút đã là nhắm hai mắt lại hét lên. Nhiên liền ở kia trùy thủ muốn thọc tiến lâu thương mộ ngực điện quang chi gian, chỉ thấy một đạo màu trắng lụa măng bỗng nhiên thổi đi, gắt gao quấn lên lâu thương mộ nắm trùy thủ thủ đoạn. Sinh sôi kéo lại hắn động tác tiếp theo vang lên một cái thanh nhã thanh âm. Lâu tướng quân mời trở về đi, lệnh muội bệnh bổn cung sẽ làm hết sức. Mọi người nhìn lại thấy bậc thang, Phượng đế tu như cũ thân ảnh thẳng thắn, lãnh mắt nhìn. Nhưng mà bị hắn che ở phía sau y diễm lại không biết khi nào đã hạ bậc thang. Chính đang đứng ở lâu thương mộ ba bước có hơn, thân mình hơi khuynh, trong tay chính nắm kia lụa trắng. Chương 181 Mỹ danh. Phượng đế tu cùng y diễm luôn luôn đều là cộng đồng tiến thối, lâu thương mộ đảo không nghĩ tới hôm nay y diễm thế nhưng sẽ tổn hại Phượng đế tu ý tứ ngăn trở với hắn. Hắn vốn cũng là dùng này một đao tới triệt tiêu y diễm trong lòng khí hận, đã động thủ liền cũng làm hảo tự thương hại chuẩn bị. Hắn này tự thương hại một đao nhân là vì tiêu mất cửu hận, vì vậy thứ địa phương tuy không phải yếu hại. Nhưng lại dùng tới nội lực này một đao đi xuống thế tất huyết bắn đương trường, ít nhất muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy tháng. Ngực đã cảm nhận được chủy thủ mũi nhọn, đã có thể ở đau đớn truyền đến đêm trước y diễm lại như vậy đúng lúc mà ngăn trở hắn. Lâu thương mộ ngước mắt nhìn gần trong gang tấc y diễm, đây là hắn lần đầu như vậy gần gũi mà nhìn nữ tử này. Nàng biểu tình thanh lãnh, băng tuyết trắng nõn da thịt, hắc diệu thạch thanh chừng đôi mắt, liễu nguyệt như họa mày đẹp, anh hoa hồng cánh lăng môi, dung nhan nhân phản xạ tin tức tuyết hàn quang. Càng thêm mỹ lệ, hạo khiết nếu minh nguyệt giống nhau. Nhìn nàng trong tay gắt gao lôi kéo lụa trắng, lâu thương mộ trong lòng bỗng nhiên kích động cực kỳ quái mà phức tạp tình chiều tới, một cái chớp mắt đầu óc hơi không, y diễm nói vào nhĩ. Lại là một cái chớp mắt cũng không ý thức được nàng nói cái gì. Mà y diễm nói xong, nhìn lâu thương mộ liếc mắt một cái liền buông lòng tay ra chung lụa trắng, lại nói, thanh loan quận chúa còn dựa vào tướng quân dù cho có tâm một mạng đổi một mạng. Dùng chính mình chi mệnh tới đổi bổn cung nguôi giận. Làm tốt thanh loan quận chúa chữa bệnh, nhưng nếu lâu tướng quân có cái tốt xấu, thanh loan quận chúa mặc dù lành bệnh cũng không được hạnh phúc. Trời giá rét thương thân, lâu tướng quân thả trở về chuẩn bị đi, sau đó lại nói chuyện chữa bệnh việc. Lâu thương mộ mới vừa rồi một đao thẳng thọc hướng tâm phòng phụ cận, Phượng đế tu cùng y diễm bực này võ công cao cường, tự nhiên có thể nhìn ra. Khi một đao đi xuống cũng không sẽ lấy lâu thương mộ tánh mạng, nhưng vây xem các bá tánh lại không biết a. Bọn họ nghe nói y diễm nói, chỉ đương lâu thương mộ là thật sự muốn tự sát tạ tội, đổi lấy y diễm vì lâu thanh thanh chữa bệnh, nhất thời liền kinh mà nghị luận lên. Sớm liền nghe nói lâu đại tướng quân đãi muội muội là như châu như bảo, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, quả thực như thế. Thanh loan quận chúa thật là có phúc khí, ca ca dùng mệnh đổi này bình an. Nói chính là cũng may nghe thường công chúa đáy lòng thiện lương, nếu bằng không chúng ta thiên trụ chẳng phải là muốn thiếu cái hộ quốc đại tướng quân. Thật không nghĩ tới nghe thường công chúa thế nhưng có thể lấy ơn báo oán, sớm nghe nói nghe thường công chúa thiện lương giống tiên nữ giống nhau, quả nhiên. Đúng vậy, như vậy xem, nghe thường công chúa chẳng phải là cứu lâu đại tướng quân một mạng. Nàng lại trị hết thanh loan quận chúa bệnh, thật sự thành lâu phủ đại ân nhân. Y diễm bất quá là trở lâu thương mộ tự thương hại mà thôi, nhưng nháy mắt liền bị các bá tánh nhận định là y diễm cứu Mạc Vân Ly một mạng. Thả tin tưởng. Việc này thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên trụ, y diễm mỹ danh cũng sẽ tùy theo mà truyền xa.
Y Diễm đối bốn phía nghị luận Thanh sớm có đoán trước, dứt lời, nàng hướng Lâu Thương Mộ điểm phía dưới liền xoay người hướng Phượng Đế Tu đi đến. Phượng Đế Tu sắc mặt trầm lãnh, lại là không nói hai lời, vung tay áo rộng, xoay người mà đi. Có bá tánh thấy vậy, còn lớn tiếng khuyên nhủ, Nghê Thường công chúa lệnh người kính phục, Vô Song thái tử ngàn vạn mặc sinh nàng khí a. Y Diễm nghe tiếng câu môi cười, bước nhanh truy Phượng Đế Tu mà đi. Lâu Thương Mộ nhìn chăm chú hai người trước sau rời đi thân ảnh, ánh mắt lại là nhẹ lóe hạ. Khóe môi giật khóa một mặt tự diệu ý cười tới. Y Diễm chưa trở lại Lưu Ly Viện, lại thấy một cái vàng nhạt sắc thân ảnh chạy bay nhanh hướng nàng đánh tới, đúng là Lâu Thanh Thanh. Đã nhiều ngày, Lâu Thương Mộ canh giữ ở Lưu Ly Viện ngoại vì Lâu Thanh Thanh tìm thầy trị bệnh, cố ý ra lệnh mọi người đem Lâu Thanh Thanh giấu giếm cái kín mít. Thêm chi Mạc Vân Ly tâm tình hạ xuống. Lâu Thanh Thanh lực chú ý đều bị Mạc Vân Ly hấp dẫn, lại là đối này huynh trưởng hành động hoàn toàn không biết. Giờ phút này trong phủ náo loạn lên, bọn nha hoàn nhất thời sơ hở lúc này mới kêu Lâu Thanh Thanh đã biết Lâu Thương Mộ ở phủ ngoài cửa chịu đòn nhận tội khi. Y Diễm thấy Lâu Thanh Thanh tới gần liền đứng yên. Nhìn bồn địa khí thở hổn hển Lâu Thanh Thanh nói, Thanh Loan quận chúa dừng bước, lệnh huynh đã hồi phủ đi, hắn thực hảo, vì quận chúa, hắn nhưng vứt bỏ tánh mạng. Nếu bổn cung có thể có như vậy một vị ca ca, bổn cung là thà chết cũng không chịu kêu hắn vì ta lo lắng quan tâm. Thấy Lâu Thanh Thanh rõ ràng ngẩn ra, Y Diễm tiến lên hai bước vỗ nhẹ nàng đầu vai. Lại nói, bổn cung tuy không biết quận chúa trong lòng có gì khúc mắc, nhưng trên đời này liền không có không qua được khảm, nếu nhiên chấp nhất với qua đi, không có dũng khí đi ra. Lại tổn hại chí thân người, làm bọn hắn đã chịu thương tổn, kia thật sự là ngu không ai bằng, khó có thể tha thứ. Y Diễm nói thanh âm hơi trầm xuống, lòng bàn tay hạ, Lâu Thanh Thanh thân mình rõ ràng run lên, Y Diễm dư quang thấy nàng sắc mặt tái nhợt, chút hết huyết sắc cũng không biết nghĩ tới cái gì. Trong mắt hình như có đồ vật rách nát mở ra, đem nàng thân mình đánh lung lay sắp đổ. Y Diễm cũng không cần phải nhiều lời nữa, lại chụp nàng một chút liền cùng Lâu Thanh Thanh gặp thoáng qua, hướng Lưu Ly Viện mà đi. Nàng thân ảnh đã bước vào Lưu Ly Viện, lại nghe phía sau truyền đến Lâu Thanh 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 âm, ta không nghĩ ca ca vì ta lo lắng, nhưng ta phát điên tới. Liền chính mình đều khống chế không được chính mình, ngươi thật sự có biện pháp có thể y ta bệnh. Y Diễm quay đầu, lại thấy Lâu Thanh Thanh thân ảnh đơn bạc đứng ở mấy bước có hơn, với vào đông thanh hàn gió lạnh hạ, run bần bật giống cái lạc đường hài tử. Y Diễm xoay người đi đến Lâu Thanh Thanh trước người. Hướng nàng bỗng nhiên cười, khẳng định nói, chỉ cần ngươi tin ta ta liền định có thể trị. Y Diễm tươi cười minh sán, biểu tình nói không nên lời tự tin, khẩu khí càng là chắc chắn vô cùng, Lâu Thanh Thanh ánh mắt hơi lóe, cuối cùng là nói, tỉnh ngươi giúp ta. Sau nửa canh giờ, Lưu Ly trong viện, Tử Nhi đem một ly trà xanh nhẹ nhàng đặt ở Lâu Thương Mộ bên người trên bàn trà liền lặng yên lui xuống. Lâu Thương Mộ giờ phút này đã thay đổi một thân màu tím đen y biên nhi lăn kim hồ màu áo gấm, tuấn mặt đã khôi phục một chút huyết sắc, ôn nhã mà ngồi ngay ngắn ở Y Diễm bên tay phải. Mà Y Diễm đối diện lại ngồi một thân nguyệt bạch việc nhà phục Mạc Vân Ly. Trừ bỏ hai người cùng bưng chung trà tế phẩm Y Diễm, trong phòng lại không có người khác. Thấy Tử Nhi lui ra, Mạc Vân Ly liền gấp không chờ nổi nói, không biết Nghê Thường công chúa muốn như thế nào cấp ra muội trị liệu. Gia muội bệnh thật sự có thể khỏi hẳn sao? Chính là yêu cầu cái gì hiếm quý dược liệu? Mà kệ nhiều khó tìm, công chúa cũng chỉ quả nói rõ, ta tất trước thời gian an bài, tìm đến thuốc hay. Y Diễm đã quyết định vì Lâu Thanh Thanh chữa bệnh liền không hề khó xử Lâu Thương Mộ, buông chung trà, lại nói, Lâu Thanh Thanh rối loạn tâm thần ta xác có biện pháp trị liệu. Thả nếu người bệnh nguyện ý phối hợp, này bệnh là có cơ hội khỏi hẳn. Chỉ cần về sau không hề bị đến đại kích thích người nhà cũng nhiều chú ý, nhưng bảo không hề lặp lại phát tác. Chỉ là có một chút này bệnh cần chậm rãi trị, cấp không được, nếu quá gấp phản sẽ hoàn toàn ngược lại. Lâu Thương Mộ nghe vậy biểu tình đầu tiên là buông lỏng. Tiếp theo rồi lại hơi ninh mày kiếm, tâm trầm xuống, nhưng ngay sau đó trên mặt hắn liền lại có vài phần tươi cười, nói, không sao, không sao, chỉ cần Thanh Thanh có thể khỏi hẳn. Lâu chút cũng không quan ngại. Nàng bệnh tại đầu não, như vậy nghi nan tạp chứng có thể cứu chữa đã là vạn hạnh. Mạc Vân Ly thấy Lâu Thương Mộ hiển nhiên có nghĩ thầm hỏi thời gian, nhưng lại tựa sợ hỏi, Y Diễm sẽ nghĩ nhiều, liền sinh sôi kiềm chế, không khỏi trong lòng cười. Có từng gặp qua Lâu Thương Mộ như vậy thật cẩn thận, chỉ sợ là đối hoàng đế, cũng không như vậy kiêng kỵ cẩn thận quá. Hắn nhẹ cong khóe môi nhìn hướng Y Diễm, hỏi ra Lâu Thương Mộ muốn hỏi mà lại không dám hỏi vấn đề, lại không biết muốn trị bao lâu mới có thể thấy hiệu quả. Y Diễm nhướng mày, nói, ít nói cũng muốn gần một năm.
Lâu Thương Mộ Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng. Thầm nghĩ chỉ sợ 3-4 năm, thậm chí càng lâu, mới có thể chữa khỏi, hiện giờ nghe nói thế nhưng chỉ cần 1 năm liền có thể, hắn kinh hỉ một cái chớp mắt ngược lại có chút hồ nghi lên, nói. Thanh Thanh này bệnh đã có 6 năm lâu, như vậy ngoan tật thế nhưng chỉ cần 1 năm liền có thể trị hảo. Y Diễm Dương hạ mi, ánh mắt thanh chừng nhìn phía Lâu Thương Mộ cử chỉ liền có chút vô thố lên, vội xua tay nói, ta không phải hoài nghi Nghê Thường công chúa. Công chúa ngàn vạn mặc hiểu lầm. Mạc Vân Ly ở một bên nhìn nhoẻn miệng cười, Y Diễm bất quá nghe được Lâu Thương Mộ hỏi chuyện. Lễ phép tính mà nhìn về phía hắn, thấy hắn thế nhưng khẩn trương co quắp lên, nhất thời trong lòng mừng rỡ, ám đạo quả thực mà kệ khi nào, bác sĩ đều là đại gia, nàng nheo lại con ngươi tới, nói. Lâu tướng quân nếu không có thật tin bổn cung, Lâu Thanh Thanh bệnh bổn cung chỉ sợ trị không được. Lâu Thương Mộ thấy Y Diễm mặt trầm xuống tới, nói ra này chờ nghiêm trọng nói tới, kinh mà vội đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, là ta nói chuyện chưa kinh suy tư, ta chỉ là quá mức kinh hỉ. Tuyệt không hoài nghi công chúa ý tứ. Hắn nói xong, vội lại đi nhìn Mạc Vân Ly, tưởng hướng Mạc Vân Ly đưa mắt ra hiệu, làm hắn hỗ trợ hòa hoãn không khí. Nhìn lại lại thấy Mạc Vân Ly chính một bộ thản nhiên mà cười nhìn hắn. Lâu Thương Mộ ngạc nhiên, liền nghe Y Diễm một tiếng cười khẽ. Hắn ngẩng đầu lại thấy Y Diễm sớm không có mới vừa rồi trầm túc bộ dáng, ngược lại là rất có hứng thú mà dùng tay chống đầu ý cười oánh oánh nhìn hắn. Thấy hắn trông lại, nàng khơi mào tú khí mày liễu tới, chừng khởi trong vắt mắt đẹp tới, nói, nguyên lai ở Lâu tướng quân trong mắt. Bổn cung không riêng gì không đáng tín nhiệm, lại còn có hỉ nộ vô thường, không hề dung người chi lượng, hơn nữa dung mạo hung thần ác sát, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Nếu bằng không... Bổn cung chưa nói chuyện, sao liền sợ tới mức Lâu tướng quân như thế kinh hoàng thất thố đâu. Lâu Thương Mộ lần này lại nhìn rõ ràng, Y Diễm trong mắt ý cười doanh doanh, căn bản là không có tức giận, mới vừa rồi hiển thị ở trêu cợt với hắn, hiện giờ càng là giả vờ tức giận thôi. Ngày thường nếu có người dám như thế trêu đùa với hắn, Lâu Thương Mộ chỉ sợ sớm đêm này đầu ninh xuống dưới đương cầu đá, nhưng Y Diễm làm tới, hắn lại chưa từng cảm nhận được nhỏ tí tẹo ác ý. Càng nhân nàng đuôi lông mày khoe mắt nhảy lên rảo hoạt thanh thoát mà tâm tình một sướng. Trong lòng lo lắng tức thì trở thành hư không, tuấn mỹ khuôn mặt thượng cũng bất giác lại ý cười, lại là phong độ nhẹ nhàng. Tư thái thong dong mà vái chào, nói, công chúa băng tuyết thông minh, vạn mong minh giám, tại hạ mà khi thật không cái kia ý tứ a, công chúa cũng nhưng thỉnh mạc tự coi nhẹ mình. Công chúa vô luận tính tình vẫn là dung mạo, toàn lệnh người thuyết phục, trăm triệu sẽ không dọa người. Y Diễm nhẹ giọng mà cười, dõng dạc nói, tính ngươi dài quá một đôi tuệ nhãn. Mạc Vân Ly há có thể nhìn không ra Y Diễm là cố ý hòa hoãn không khí, nghe vậy dương giọng mà cười, Lâu Thương Mộ cũng đi theo trong sáng cười. Tức thì phòng khách chung không khí liền khoan khoái hài hòa lên. Y Diễm đều không phải là đối Lâu Thương Mộ đã không hề khúc mắc, bất quá là đã phải cho Lâu Thanh Thanh chữa bệnh. Liền cần thiết cùng nàng thân cận nhất ca ca làm tốt quan hệ, bằng không sẽ ảnh hưởng đến Lâu Thanh Thanh đối nàng tín nhiệm cùng ỷ lại, này đối nàng chữa bệnh bất lực. Y Diễm làm việc, trước này chú ý hiệu suất, một khi nhận chuẩn mục tiêu, vì đạt được mục đích hết thảy đều có thể nhượng bộ. Đãi Lâu Thương Mộ lần thứ hai ngồi xuống, Y Diễm mới nói, chỉ cần các ngươi chịu phối hợp ta, 1 năm ta có tin tưởng chữa khỏi nàng. Chỉ là ta đã yết kiến quá anh đế lúc sau liền phải về nước. Lúc đó chỉ sợ yêu cầu Thanh Loan quận chúa với ta đồng hành. Lâu Thương Mộ nghe vậy ngạc nhiên, nói Thanh Thanh đến Trung Tử Quốc đi. Cái này sao được, liền không thể công chúa lưu lại phương thuốc. Hắn lời còn chưa dứt, Y Diễm liền đánh gãy, nói Thanh Loan công chúa bệnh, dược vật trị liệu cũng không phải chính yếu, cần ta cho nàng làm tâm lý trị liệu cùng hành vi trị liệu. Lúc cần thiết phối hợp và thôi miên, này đó chưa bỏ ta, chỉ sợ lại vô người thứ hai có thể vì nàng trị. Thả này đó mặc dù ta chịu giáo, cũng đều không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể học được. Cho nên, này 1 năm, Thanh Loan quận chúa cần thiết cùng ta ngốc tại cùng nhau. Hơn nữa, lệnh Thanh Loan quận chúa đổi cái sinh hoạt hư cảnh, khắp nơi đi một chút, nhìn xem này một đường núi sông. Đối bệnh tình của nàng cũng là cực có chỗ lợi. Y Diễm nói xong, Lâu Thương Mộ không khỏi nhíu mày, nói, chủ yếu không phải uống thuốc. Cái gì gọi là tâm lý trị liệu cùng hành vi trị liệu? Y Diễm đơn giản mà vì Lâu Thương Mộ giới thiệu nói, Thanh Loan quận chúa bệnh khởi nguyên với tinh thần kích thích ấn các ngươi lý giải, nhưng coi này vì một loại nghiêm trọng tâm bệnh. Tâm bệnh tự nhiên còn muốn tâm dược y, cho nên uống thuốc cũng không phải tốt nhất trị liệu biện pháp. Đến tìm kiếm khiến cho nàng này bệnh nguyên nhân.
thông qua khơi thông tinh tế khai đạo chậm rãi tiêu trừ nàng bất lương cảm xúc nhiều hơn cho nàng làm tâm lý ám chỉ kích phát nàng đối sinh hoạt nhiệt tình chờ, đãi khúc mắc khởi bỏ. Mới có thể lành bệnh. Cho nên ta nói, dược tuy là muốn ăn, nhưng lại phi chủ yếu. Mạc Vân Ly nghe vậy đảo mặt lộ vẻ mới lạ. Nói, nhiều khơi thông, khai đạo thanh thanh này bệnh liền có thể trị. Mấy năm nay chúng ta cũng đều cực quan tâm nàng, ý đồ cởi bỏ nàng khúc mắc nhưng lại không hề thấy hiệu quả. Thả thường thường biến khéo thành vụng, ngược lại kích thích đến thanh thanh a. Y Diễm câu môi cười, giơ lên mi tới, nói, các ngươi không được. Lại không đại biểu ta cũng không được. Này tâm lý trị liệu nghe đi lên đơn giản, trong đó lại cực có học vấn, không thể so khai phương thuốc, vọng, văn, vấn, tiết tới đơn giản. Không hiểu trong đó khớp xương, không biết đúng mực, biến khéo thành vụng lại có cái gì nhưng kỳ quái. Y Diễm nói lệnh Mạc Vân Ly hai tròng mắt hơi lóe, hình như có sở ngộ, toại cười, nói, ta tin Nghê Thường, ngày sau Nghê Thường rời đi Văn Thành. Ly cùng đi thanh thanh cùng hướng trung tím chữa bệnh đó là... Mạc Vân Ly như vậy nói đảo lệnh Y Diễm sửng sốt toại lại cười nói, như thế rất tốt. Lâu Thanh Thanh nhất để ý người đó là Mạc Vân Ly, thả này chỉ có ở Mạc Vân Ly sự tình thượng mới có thể đặc biệt dễ dàng cảm xúc thác loạn, Y Diễm trực giác. Vấn đề hơn phân nửa liền ra ở Mạc Vân Ly trên người. Mạc Vân Ly có thể đi cùng đi trước Trung Tử Quốc tự nhiên là không thể tốt hơn. Lâu Thương Mộ hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mạc Vân Ly sẽ như thế, nhìn hướng Mạc Vân Ly ánh mắt một cái chớp mắt cảm nhớ áy náy, tiếp theo mới nói, A Ly tâm ý vi huynh lãnh. Chỉ là Thanh Thanh là ta muội muội, nàng chưa bao giờ rời đi quá xa, muốn bồi cũng là vi huynh tự mình cùng đi. Mạc Vân Ly nhếch môi, nói, đương thứ là lúc ngươi ly đến khai thiên trụ. Hoàng thượng cũng sẽ không dẫn ngươi nắm giữ ấn soái mà đi, nhưng thật ra ta rời đi, phụ thân nhiều vất vả hai ngày đó là. Việc này không cần nói nữa. Lâu Thương Mộ một cái chớp mắt trầm mặc, Y Diễm lại đã nói, trước nói Thanh Loan quận chúa nguyên nhân bệnh đi, nàng rốt cuộc chịu đựng cái gì mới có thể sinh bệnh. Nàng một lời, trong phòng không khí khẽ biến, Lâu Thương Mộ hai người toàn yên lặng xuống dưới, Mạc Vân Ly hít sâu một hơi. Đang muốn mở miệng, bên ngoài Tử Nhi lại vội vàng mà đến, nói, công chúa Thiên Trụ Hoàng cung người tới, anh đế ở trong cung tổ chức ngọ yến, muốn tiếp kiến ta trung tím sứ thần. Vì vô song thái tử điện hạ đón gió, hiện giờ trong cung tới đón công chúa cùng thái tử xe ngựa đã đến. Chương 182, Đại kết cục thường. Thiên Trụ Quốc Hoàng cung so Trung Tử Quốc tự nhiên là càng vì rộng lớn. Trải qua một hồi tuyết đầu mùa, hồng tường càng thấy sắc thái thiên minh, cao ngất nguy nga, minh hoàng ngói lưu ly bị đỉnh đầu trắng bóng dương quang ánh mà rạng rỡ phát ra kim quang. Trương Hiển cung đình sở độc hữu đẹp đẽ quý giá khí phái. Y Diễm mang theo Trung Tử Quốc sứ thần tới tổ chức quốc yến ngự hoa viên khi mở ra các màu hoa mai ngự hoa viên đã náo nhiệt phi thường, mai hương đan sen rượu hương. Nhưng thật ra nhất phái vui mừng, Y Diễm đám người đến Văn Thành đã hiểu rõ ngày, anh đế lại chậm chạp không có tỏ vẻ. Nghe nói là bị bệnh nhưng lâm triều lại chưa từng chậm trễ, có thể thấy được là cố ý mà lượng Y Diễm đám người. Hôm nay đột nhiên tổ chức quốc yến vì Phượng Đế tu cùng Y Diễm đón gió. Này lệnh Y Diễm trực xác định cùng buổi sáng Lâu Thương Mộ chịu đòn nhận tội có quan hệ. Anh đế tám phần đã nghe nói chuyện đó, lúc này mới không thể lại mặc kệ bọn họ mặc kệ. Rốt cuộc Lâu Thương Mộ tay cầm binh quyền, Lâu Phủ cùng bọn họ kết giao thân thiết. Sợ đều không phải là anh đế sở nhạc thấy. Y Diễm không muốn ở Thiên Trụ Quốc nhiều làm lưu lại, nhưng anh đế lại chậm chạp không chịu triệu kiến. Nàng đem cấp Lâu Thanh Thanh chữa bệnh một chuyện nháo ồn ào huyên náo, có một phương diện cũng là mượn này bức anh đế sớm ngày thoái nhượng. Hiện giờ được như ước nguyện, Y Diễm tâm tình thật tốt, một mặt bước chân thong dong nhẹ nhàng mà cùng Phượng Đế tu cùng nhau đi theo dẫn đường cung nữ hướng ngự hoa viên đi. Một mặt thưởng thức bốn phía băng tuyết sơ tế cảnh trí, nghe Mạc Vân Ly khi thì giảng giải hạ phong cảnh tích ý cực kỳ. Mà Lâu Thương Mộ cũng tùy ở một bên, tuy là yên lặng không nói gì, trên mặt lại cũng treo xuân phong tiểu ý, như vậy một hàng bốn người, đều là trung linh dục tú, phong thái xuất chúng. Mạc Vân Ly cùng Lâu Thương Mộ thường xuyên vào cung đảo còn thôi, Phượng Đế tu cùng Y Diễm lại là dẫn tới một đường cung nữ thái giám sôi nổi ghé mắt. Thấy hai người thật sự nếu đồn đại chung giống nhau, hồn nhiên trời sinh một đôi bích nhân, nhiều toát ra khâm thiện biểu tình tới. Mà những cái đó đồng dạng tiến đến dự tiệc quan viên cặp gia quyến nhóm nhìn thấy này Mạc lại toàn trong lòng một xúc. Có Thiên Trụ đại tướng quân cùng thiếu niên thừa tướng này một văn một võ biểu lộ thái độ, bọn họ lại sao dám lại dễ dàng mà đi tìm Trung Tử Quốc sử đoàn phiền toái. Thiên Thịnh Quốc vô song thái tử Trung Tử Quốc Nghê Thường công chúa đến.
Trung tím sử đoàn vào thành là ở vào đêm, tiên trụ quốc chúng đại thần quyền quý đối y diễm cùng phượng đế thu đều là lâu nghe đại danh, mà không được thấy. Hiện giờ quốc yến, nhận được trong cung dự tiệc ý chỉ liền sớm mà đến, nhón chân mong chờ. Theo sướng danh thái giám du dương báo thanh, nháy mắt mai lâm trung ánh mắt mọi người đều tụ tập lại đây. Mọi nơi sơ sẩy một tĩnh, liền gió thổi mai cánh bay xuống thanh âm tựa đều có thể nghe. Chúng mục nhìn chừng hạ y diễm cùng phượng đế tu sóng vai đi tới. Phượng đế tu như cũ là một thân tuyết chàng áo gấm, trên vạt áo thêu chỉ bạc thêu trúc dưới ánh mặt trời hơi hơi loang loáng, một kiện bạch hồ cửu áo choàng bên ngoài. Bạch hồ mau ánh phong thần tuấn lãng, khuôn mặt thật sự là công tử như ngọc quý khí thiên thành. Mà hắn bên người y diễm một bộ minh màu tím váy áo, lại là đơn giản liền thêu hoa đều không có, duy vạt áo khẩu cùng đai lưng nạm đại biểu thân phận minh hoàng sắc khoan biên. Đơn giản quần áo, lại đem trên người nàng từ trong ra ngoài phát ra cường thế khí chàng càng thêm đại khí mà đột hiện ra tới. Ánh kia tu mi liên quyên, đôi mắt sáng xinh đẹp. Chỉ làm người cảm thấy côi tư diễm giật khuynh quốc khuynh thành gia nhân cũng bất quá như thế. Như vậy hai người sóng vai chậm rãi mà đến, lại là gọi người có sáng trong nếu thái dương ra ánh bình minh. Trước nếu hoa sen ra lục ba cảm giác cái loại này hài hòa, cái loại này xứng đôi, lệnh người nhịn không được kinh ngạc cảm thán, đồng thời cũng chân thành mong ước bọn họ có thể bạch đầu giai lão. Vẫn luôn như vậy nắm tay sóng vai mà đi xuống đi. Tô Hoa Nam cũng đã trình diện. Nhân anh đế còn chưa từng đến, cố Tô Hoa Nam ngồi ở tối cao chỗ, mắt thấy cảnh này, nàng mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy phượng đế thu kia vô song dung nhan. Nhìn thấy hắn cùng y diễm như vậy hài hòa mà chậm rãi đi tới, như cũ nhịn không được đem trong tay ly nít gắt gao. Tô Hoa Nam ánh mắt thật sự quá cụ địch ý. Y diễm tưởng bỏ qua đều khó, nàng con mắt sáng vừa chuyển, trầm tĩnh mà đối tượng Tô Hoa Nam, làm lơ nàng trong mắt chính hừng hực tiêu đốt ghen ghét, hướng nàng chọn môi cười. Đoan trang hào phóng, hiền lành ôn nhã, vào lúc này Tô Hoa Nam trong mắt lại là tuyệt đối khiêu khích cùng coi thường. Tô Hoa Nam khí cắn răng, thấy Mạc Vân Ly cùng Lâu Thương Mộ thế nhưng cũng theo y diễm hai người vào bàn, lập tức liền lại híp híp mắt, ngay sau đó liền chuyển khai tầm mắt dương giọng cười nói. Khách quý đến, còn không mau dẫn vô song thái tử cùng Nghê Thường công chúa nhập tòa. Cung nữ nghe tiếng vội phúc hạ thân hẳn là y diễm cùng phượng đế thu ngồi xuống, Tô Hoa Nam mới nói, canh giờ cũng không sai biệt lắm, bổn cung đi thỉnh phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nàng nói xong hướng y diễm hai người mỉm cười gật đầu. Lúc này mới vung tay áo rộng đứng dậy mà đi. Đã nhiều ngày Tô Hoa Nam thổ lộ bị cự một chuyện đã là truyền ồn ào huyên náo, mãn thành đều biết. Giờ phút này đại gia thấy Tô Hoa Nam đã y diễm như thế hiền lành, càng thêm cảm thấy hôm nay tất có trò hay. Một lát Tô Hoa Nam liền cùng đi anh đế cùng hoàng hậu từ từ mà đến, thái giám cao giọng bẩm quá. Chúng đại thần các phu nhân liền sôi nổi quỳ xuống hành lễ. Y diễm đều không phải là thiên trụ người trong nước tự dùng không như thế, lại cũng mang theo trung tử quốc sứ thần nhóm đứng dậy. Hơi hơi khom người lấy lễ, mà phượng đế tu lại chỉ là đứng dậy, đĩnh bạt mà đứng. Bình thân. Theo anh đế uy trầm thanh âm, y diễm ngước mắt nhìn qua đi, lại thấy anh đế cùng Tô Hoa Nam nhưng thật ra chân dung bảy phần. Tựa nhận thấy được y diễm đánh giá ánh mắt, anh đế chợt vọng lại đây, ánh mắt nói không nên lời sắc bén, dây lát lại cười nói, chậm ngẫu nhiên cảm phong hàn, chậm trễ khách quý. Vô song thái tử cùng Nghê Thường công chúa nên sẽ không trách móc đi. Phượng đế tu nghe vậy cũng tươi cười ôn nhã, nói, anh đế bệ hạ yêu quốc yêu dân, long thể có bệnh nhẹ. Còn có thể ôm bệnh vì ta hai người đón gió tẩy trần, đã là vô cùng cảm kích, làm sao nói trách móc. Bổn cung quan anh đế tuy khí sắc không tồi, nhưng mặt mày lại như cũ có bệnh trạng. Chỉ này quan khán lại cũng khó xác định bệnh tình, không biết bổn cung có không vì bệ hạ bắt mạch. Phượng đế tu nói lệnh anh đế xua tay cười, nói, chậm bất quá là ngẫu nhiên nhiễm phong hàn, hôm nay đã là vì hai vị đón gió, lại có thể nào lại lao vô song thái tử vì chậm bắt mạch. Một bên ngồi hoàng hậu cũng nói, vô song thái tử có thể làm dược cấp bổn cung, trị tận gốc cung bệnh đã là vô cùng cảm kích, bệ hạ long thể đã có thái y tinh tế điều trị, cũng không lo ngại. Người tới, ca vũ. Theo hoàng hậu phân phó, một đám quần áo đơn bạc vũ nữ phiêu nhiên từ mai lâm chỗ sâu trong đạp ca mà đến. Các nàng trên mặt họa tinh xảo đào hoa trang, mỗi người dáng người yểu điệu, tại đây băng tuyết thiên thế nhưng toàn chân trần mà võ, trên người áo lụa thêu đầy hoa mai, tùy vũ bộ phi dương. Nếu đầy trời hoa mai phi lạc mà vũ, nhưng thật ra nháy mắt hấp dẫn mọi người lực chú ý. Ca vũ thanh thanh, Tô Hoa Nam cười nâng chén, nói, bổn cung nhìn Nghê Thường công chúa đầy mặt khinh thường, chẳng lẽ là xem thường ta thiên trụ ca vũ? Y diễm nhìn mắt đám kia vũ nữ.
Đối với các nàng nhu nhược động lòng người dáng múa, cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ cảm thấy lãnh hoảng, mới vừa rũ mắt không nghĩ liền nghe được Tô Hoa Nam khiêu khích chi ngữ. Nàng ngước mắt đầy mặt kinh ngạc lại nói, Liên Hoa công chúa gì ra lời này? Này vũ mỹ gì? Tô Hoa Nam đạm đạm cười. Cũng không cần phải nhiều lời nữa, giây lát đám vũ nữ một khúc chấm dứt, sôi nổi lui ra, Tô Hoa Nam Phương lại nói, mẫu hậu đến vô song thái tử làm dược mới có thể bình yên như cũ. Hôm nay bổn cung nguyện trước mặt mọi người đánh đàn một đầu, xem như liêu biểu cảm tạ chi ý. Hoàng hậu lập tức liền cười nói, nam nhi này cử rất hợp bổn cung chi ý, người tới tốc tốc bị cầm. Mạc Vân Ly nghe nói lời này lại là ánh mắt trầm xuống, nhìn mắt Tô Hoa Nam, lại hơi mang lo lắng mà nhìn về phía Y Diễm, thấy Y Diễm cùng Phượng Đế Tu ngồi ở cùng nhau. Mà Phượng Đế Tu biểu tình bình tĩnh, hắn hơi nhấp môi dưới, cũng chưa từng ngăn cản. Phượng Đế Tu thấy cung nữ đã ôm cầm đi hướng Tô Hoa Nam, lại nghiêng người hướng Y Diễm thấp giọng nói, trong chốc lát nếu có cái gì không ổn liền đến ta phía sau đi. Tô Hoa Nam phải làm chúng hiến cầm cấp Phượng Đế Tu, Y Diễm chỉ cho rằng nàng đối Phượng Đế Tu còn chưa từ bỏ ý định. Muốn bày ra mới có thể, hiện giờ nghe nói Phượng Đế Tu nói, nàng tưởng chỉ sợ không chỉ như vậy, chọn hạ mi, lại cười nói, làm sao bây giờ ta luôn luôn không có tránh ở nhân thân sau thói quen đâu. Mặc dù người kia là ngươi, nhưng ta dường như cũng không lớn vui đâu. Phượng Đế Tu không khỏi sùng nịch thở dài, lúc này mới nói, Liên Hoa công chúa tập đến một loại nội lực danh gọi cầm ngục âm công. Là một loại sóng âm công, nhưng đem nội lực hối với tiếng đàn bên trong, thông qua tiếng đàn đả thương người lấy mạng, đối nội lực bạc nhược người, rất có vài phần uy lực. Liên Hoa công chúa từ nhỏ tập võ, nội lực đã có điều thành. Y Diễm nghe vậy chớp chớp mắt, đảo hiểu được này sóng âm công phát ra, đó là hai người nội lực đối kháng, Phượng Đế Tu nội lực xa xa cao hơn Tô Hoa Nam, tự không sợ bị nàng tiếng đàn gây thương tích. Nhìn nàng tập luyện nội lực lại không đủ một năm, Phượng Đế Tu há có thể không lo lắng. Mà Tô Hoa Nam muốn đánh đàn, bất quá là hướng về phía nàng tới, nếu như thế, Y Diễm liền càng sẽ không trốn rồi, lập tức mặt lộ vẻ hứng thú, nói, như vậy thần kỳ. Ta đây cần phải hào hào lĩnh giáo một vài. Thấy nàng như thế, Phượng Đế Tu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, tả hữu Y Diễm liền ở hắn bên người, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Bên kia, Tô Hoa Nam thấy Phượng Đế Tu cúi người cùng Y Diễm nói nhỏ, ánh mắt lạnh lùng, mỉa mai cười, ngón tay đã xoa cầm huyền, tùy ý khẩy một chút, lại bỗng nhiên ngước mắt hướng Y Diễm cười, nói. Bổn cung tiếng đàn cùng tầm thường tạ âm hơi có chút bất đồng, nghe thường công chúa cần phải đổi vị trí. Y Diễm đảo không nghĩ Tô Hoa Nam sẽ rõ ngôn lời này. Thấy nàng biểu tình ngạo nghễ, trong mắt cười như không cười, liền biết đây là Tô Hoa Nam trực diện khiêu chiến, nàng nhướng mày cười, chớp chớp mắt mắt, nói, như vậy à. Nếu Liên Hoa công chúa có ý tốt kia bổn cung liền không chối từ, tạm thời đổi vị trí đi. Y Diễm nói liền đứng dậy, Tô Hoa Nam là liệu định Y Diễm đối nàng khiêu khích tất sẽ tiếp được. Trăm triệu không có lùi bước đạo lý, lúc này mới có vừa rồi vừa hỏi, trong chốc lát Y Diễm chịu không nổi tiếng đàn, kia cũng là nàng tự tin tội chịu quái không đến chính mình trên đầu. Nhưng nàng nơi nào tưởng được đến Y Diễm thế nhưng một mụ liền đồng ý. Nàng sóng âm công liền giống phát ra kiếm chiêu giống nhau, chỉ có thể hướng về phía một phương hướng mà đi, dùng nội lực đánh đàn, tiếng đàn càng vì du dương, càng kinh sợ nhân tâm. Nàng hướng Phượng Đế Tu dùng nội lực đánh đàn, tả hữu thượng không đến Phượng Đế Tu. Y Diễm cùng Phượng Đế Tu ngồi ở cùng nhau, bị tiếng đàn gây thương tích. Cũng có thể nói là nàng tự mình chuốc lấy cực khổ, không liên quan chuyện của nàng. Nhưng hôm nay Y Diễm ly tịch muốn ngã ngồi nó chỗ đi. Kia Tô Hoa Nam trong chốc lát đánh đàn liền không hảo lại dùng sóng âm công đi công kích Y Diễm. Như vậy, nàng tâm tư chẳng phải là uổng phí. Tô Hoa Nam trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, Y Diễm đứng dậy. Ánh mắt vài phần trào phúng mà quét Tô Hoa Nam liếc mắt một cái, rồi lại cười nói, ai nha, đã không có trống không vị trí a kia chẳng phải là con muốn làm phiền các cung nữ rối ren một hồi. Quấy giày Liên Hoa công chúa điện hạ đánh đàn liền không hảo, thôi, bổn cung vẫn là an vị nơi này đi. Nói, Y Diễm liền lại lo chính mình đến ngồi xuống. Nàng này một phen hành động, nói rõ đó là ở đậu Tô Hoa Nam khí cả người hơi run. Thiên lại khó mà nói chút cái gì. Nửa ngày, nàng mới vừa rồi bình phục trong lòng tức giận, chậm rãi cười, vài phần ngạo mạn nói, nghe nói nghe thường công chúa cũng là đa tài đa nghệ. Cầm ký thư họa mọi thứ toàn thông, như thế, trong chốc lát còn tỉnh nghe thường công chúa nhiều hơn chỉ giáo. Ai không biết Y Diễm vốn có trung tử quốc đệ nhất bao cỏ mỹ nhân danh hiệu.
Tuy là tự Quân Khanh Duệ từ hôn ngày ấy, nàng tính tình đại biến, vừa không nói lắp, người cũng thông thấu đa trí. Nhưng cũng không nghe nàng ở Cầm Kỳ Tư Họa Thượng biểu hiện ra bất luận cái gì tài năng tới, ngược lại là ở Trung Tử Quốc Quốc Yến Thượng, nàng từng thản ngôn sẽ không chơi cờ. Hiện giờ Tô Hoa Nam 1-2 phải nói y diễm đa tài đa nghệ. Ở mọi người nghe tới, lại là trước mặt mọi người trào phúng châm chọc y diễm là cái bao cỏ thôi. Y diễm lại chỉ đạm đạm cười. Nhất phái thản nhiên mà ngồi ngay ngắn ở Phượng Đế Tu bên người hướng Tô Hoa Nam giơ tay làm cái thỉnh thủ thế, thế nhưng dường như thừa Tô Hoa Nam nói giống nhau. Tô Hoa Nam cúi đầu cười lạnh một chút, 10 ngón chậm rãi đặt ở cầm huyền phía trên, nàng hít sâu một hơi, chân khí mới vừa ở đan điền ngưng tụ, đang muốn khẩy. Liền nghe y diễm đột nhiên la lên một tiếng. Liên Hoa công chúa chậm đã. Tô Hoa Nam bị đánh gãy, chỉ cảm thấy y diễm là cố ý trêu đùa với nàng, không khỏi sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng y diễm lại xinh đẹp cười, nói, mấy ngày trước. Bổn cung về công chủ từng ước định một hồi tỷ thí. Hôm nay công chúa đã muốn đánh đàn, không bằng ta hai người liền tại đây âm chi nhất đạo thượng so cái cao thấp như thế nào. Một ván định thắng bại cũng sảng khoái dứt khoát, công chúa có dám hay không với Cầm Kỳ Thư Họa toàn thông bổn cung tỷ thí đâu. Tô Hoa Nam đảo không nghĩ tới y diễm thế nhưng sẽ vào lúc này đưa ra khiêu chiến, kia tỷ thí nàng vốn là có an bài khác nhưng hiện giờ y diễm đã xách ra tới. Tô Hoa Nam liền cũng tâm tư khẽ nhúc nhích. Y diễm nội lực xa xa không bằng nàng, nàng lại tinh thông sóng âm công, đem nội lực quán chú tiếng đàn, nàng có nắm chắc đòn nghiêm trọng y diễm, bị nội thương, đừng nói là cùng nàng tỷ thí. Nàng muốn kêu thịnh y diễm chạm đều đứng dậy không nổi. Y diễm đưa ra tỷ thí quả thực chính là tự tìm tử lộ, không biết lượng sức. Tô Hoa Nam nghĩ, nhướng mày cười, nói, nghe thường công chúa đào cũng là thống khoái người, một khi đã như vậy. Bổn cung liền từ chối thì bất kính. Nàng lần này thông minh, cũng không hỏi là do ai trước diễn tấu, liền ngón tay xoa cầm huyền, bay múa lên, quyết định chủ ý, trước dùng sóng âm công bị thương y diễm. Liền nàng đàn tấu nhạc cụ cơ hội đều không cho. Tô Hoa Nam tiếng đàn không có thư hoãn khúc nhạc dạo, tiếng đàn cùng nhau đó là đại khai đại hợp, nếu một đám kinh nhạn minh khiếu dựng lên, làn điệu một đợt so chi nhất sóng càng cao. Như diều gặp gió, mưa rền gió giữ tiếng đàn. Nhất thời liền gọi người trước mắt hiện ra đao quang kiếm ảnh, tựa nhìn thấy màn đêm hạ phục binh nổi lên bốn phía, chính thần gia quỷ không tới gần, kia tiếng đàn lại cao. Trước mắt liền lại hiện lên thiên quân vạn mã chém giết chiến đấu kịch liệt, huyết vũ tinh phong hoảng sợ tình cảnh tới. Cầm khúc vốn là xây dựng ra một cổ khẩn trương. Khủng bố không khí, tiên Tô Hoa Nam lại dùng tới nội lực mang lên vài phần áp lực sát khí cùng sắc nhọn, chấn người màng tai, từng đạo sóng âm phảng phất kiếm kích xẹt qua. Một đợt cao hơn một đợt mà tất cả hướng về y diễm cùng Phượng Đế Thu Sở ngồi chỗ dũng đi. Như vậy tiếng đàn, xác thật kinh sợ nhân tâm, nhưng không thể chịu được tiếng đàn chung nội lực sở áp người. Khó tránh khỏi đứng ngồi không yên, thống khổ khó ức. Dù cho tiếng đàn chung sóng âm công tất cả hướng tới y diễm cùng Phượng Đế Tu mà đến. Bốn tòa các đại thần cũng có rất nhiều người đã là mồ hôi lạnh ứa ra, mà những cái đó nhược chất nữ quyến càng là sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ. Y diễm thấy Tô Hoa Nam quả thực như Phượng Đế Tu Sở liệu ở tiếng đàn chung quán chú nội lực âm thầm vận khí, ngăn cản chấn động mà đến nội lực. Tô Hoa Nam quả nhiên cũng đều không phải là lãng đến hư danh. Nàng nội lực cường thế mà lâu dài, dù cho y diễm thiên phú hơn người, nội lực đã có đại thành, nhưng đối mặt Tô Hoa Nam lại là không hề một chút phần thắng đáng nói. Phượng Đế Thu Vư mặt không đổi sắc thản nhiên tự đắc, y diễm sắc mặt lại đã hơi hơi trắng bệch. Thấy vậy, Phượng Đế Tu đang muốn duỗi tay đem cường đại nội lực giáo huấn cấp y diễm, há lưu y diễm lại bỗng nhiên cười, dẫn đầu dương giọng nói, này chờ tiếng đàn, phòng lương 3 ngày. Thực sự lệnh người ngứa nghề, dục tương cùng một vài. Y diễm nói, khuỷu tay đắp minh hoàng sắc trường giải lụa choàng đã là đột nhiên ném ra, nếu linh xà giống nhau, kia giải lụa choàng thẳng thăm hướng đối diện ngồi lâu thương mộ. Dễ như trở bàn tay liền câu lấy hắn treo ở bên hông một cây tử ngọc sáo nhỏ, một xả vùng, trong chớp mắt y diễm trong tay đã nhiều một cây tử ngọc sáo. Nàng giương tay hướng lâu thương mộ nhẹ nhàng cười, nói, mượn cây sáo dùng một chút. Dứt lời, y diễm giơ tay đem sáo nhỏ thấu đến bên môi tĩnh hạ tâm tới. Nhắm lại đôi mắt, hơi thở vững vàng mà thổi bay cây sáo. Với Tô Hoa Nam tiếng đàn bất đồng, y diễm tiếng sáo làn điệu xa xưa mà uyển chuyển, như là từ thiên một khác đầu cách đám mây truyền đến. Nhưng kia sáo âm xuyên thấu lực rồi lại chút nào không thể so Tô Hoa Nam tiếng đàn nhược. Mỹ diệu sáo âm tự mênh mông tiếng đàn chung nhẹ nhẹ từng đợt lộ ra. Lệnh người trước mắt rộng mở biến đổi, tựa cao sơn lưu thủy, tựa không cốc chim hót, y diễm hai tròng mắt nhắm.
toàn thân đều lộ ra một cổ điềm tĩnh cùng bình yên cùng Tô Hoa Nam một thân trầm túc đông lạnh chi khí hồn nhiên bất đồng. Khí chất của nàng tựa cũng cảm nhiễm sáo âm, kia tiếng sáo trung lộ ra ninh hinh, điềm tĩnh, an nhàn thoải mái cảm giác cũng một chút tăng cường, chậm rãi tung bay khắp cả mai lâm chi gian. Y diễm cây sáo thổi không chỉ có tài nghệ thành thạo, thả đã có linh hồn. Lâu thương mộ thiện sáo. Một chi sáo nhỏ cũng không rời khỏi người, tuy là hắn tự cho là tiếng sáo đã độc bộ thiên hạ. Hôm nay nghe được y diễm linh hoạt kỳ ảo phi thường tiếng sáo cũng nhịn không được hai tròng mắt sáng ngời, trong lòng chấn động âm thầm tự giễu cười. Chỉ cảm thấy ngày xưa thật sự là ếch ngồi đáy giếng, quá mức tự đại, hiện giờ mới biết thiên ngoại có người. Mà Tô Hoa Nam mắt thấy y diễm đoạt lâu thương mộ từ ngọc sáo vốn là khinh thường, nào biết y diễm sáo âm mới nổi lên một lát, nàng liền cảm nhận được áp lực kia sáo âm nghe nhỏ bé yếu ớt mờ ảo. Cố tình nhẹ nhẹ từng đợt nếu cuốn lấy nàng tiếng đàn giống nhau. Thả mỗi một cái âm điệu đều như là cố tình ở rào nàng tiếng đàn giống nhau, nửa điểm cũng không hợp chụp.